xin chào toàn thể các bác, tiếp tục quay trở lại với kênh của em Lĩnh GVL Nam Định. Và trước mắt các bác đây đó là một chiếc Mikado có dây Sennheiser E965 đó. Tình trạng là mới đập hộp và xin được gửi tới anh Đại tại xóm 2 Kim Sơn Ninh Bình các bác nhé. Thì Sennheiser 965 có dây này nó là một trong những chiếc mic có dây mà khá là hay, chất âm thì cực kỳ là mượt mà ấm áp các bác nhá, rất là sạch sẽ trung thực đó. Mặc dù những chiếc micro có dây thì các bác biết rồi, nó hơi vướng víu một chút, nhưng đổi lại thì giá thành đầu tư thì hợp lý, mà chúng ta lại được sử dụng cái chất âm hay, chất lượng của những bộ micro hàng đầu thế giới các bác nhé, chất âm của những thương hiệu hàng đầu thế giới rồi, nó rất là hay, sạch sẽ. Đó là những cái sự trải nghiệm cũng khá là thú vị các bác nhé. Đó. Thì những chiếc có dây này nó sẽ chạy nguồn điện 48V các bác nhé. Nếu nhà bác nào mà có dùng bàn mixer mà có nguồn ra 48V thì chúng ta không phải nguồn rời, mà các bác nào mà dùng vang số thì phải dùng qua những chiếc nguồn 48V rời này các bác nhá. Đó. Rất là đẹp và xuất sắc. Và các bác lưu ý rằng khi chúng ta đầu tư những chiếc micro có dây này rồi thì cũng đừng tiếc những sợi dây sợi rác này các bác nhá. Cũng rất là quan trọng. Đó, nó liên quan đến đường truyền cũng như là tín hiệu. Đó, dây xịn thì nó sẽ tín hiệu sẽ ra sạch sẽ hơn các bác nhá. Đó, các bác đừng tiếc mà các bác đi mua những cái bộ micro cả gần chục triệu này mà chúng ta dùng cái sợi dây sợi rác 100-200 nghìn là cũng không được sạch sẽ, cũng là ảnh hưởng đến rất nhiều cái chất âm cũng như là chất lượng đường truyền tín hiệu ra các bác nhá. Ok các bác. Và sau đây xin mời các bác trở lại với một ca khúc. Em sẽ test qua chất âm trước khi gửi tới cho anh Đại tại Kim Sơn Ninh Bình. Bác nào yêu mến em Lĩnh thì đừng quên dành tặng cho em Lĩnh một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh Ngọc Lĩnh CBL Nam Định các bác nhá. Ok các bác. Em về là với người hết rồi câu chẳng vui, hẹn hương tròn đôi bây giờ riêng một mình tôi, mưa nhiều và uống tình đã vời xa, xa vời tiếc thương cuộc rồi. Ôi xa cách từ đây, đơn nào đau đớn nào ai thôi. Sao đời được vui với duyên tình, anh không trách gì đâu, có chỉ anh trách đời riêng anh không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đường.
huyền thay nhớ. Ngày đó còn nhau, ai từng mơ mộng ngàn xuân, bây chưa là hết rồi. Em về vui bên lời người đó và tôi chung chung cách nhau mấy đời. Các bác đang quay trở lại với một ca khúc Em Về Với Người. Hiện tại thì chúng mình đang ép trên một chiếc Mikado Sennheiser E965 gửi tới anh trai tại Kim Sơn, Ninh Bình các bác nhé. Đừng quên dành tặng cho em một like và xin cảm ơn các bác nhé. Ok, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Xin chào.